Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục làm video để test cái bộ sản phẩm combo mạch lo kéo River T8 mà cùng cặp mic không dây tầm trung cho anh Lộc ở xã Phú Thọ, Tam Nông, Đồng Tháp. Thì anh có đặt mua cho mình một bộ mạch karaoke T8 như thế này. Thì đó, hôm nay là mình sẽ test qua video. Trước tiên là cho anh xem mặt mình bán là hoạt động tốt, và thứ hai là cho tất cả bạn bè cùng nhau biết được cái sản phẩm này chất lượng như thế nào. Thì điều đầu tiên là mình giới thiệu về cặp micro. Đây là cặp micro không dây giá tầm trung, giá này tầm 400 mấy một cặp thôi anh em. Thì nghe rất là hay. Thì có chế độ tự ngắt 3 giây và tiết kiệm pin đó. Thứ hai là cái mạch này, mạch T8. Ở đây thì mạch thì mình cũng đã nói mấy video trước rồi cho mình cũng không có nói nhiều. Thì hôm nay mình sẽ test sơ qua cho anh. Thì cái phụ kiện đi kèm này cũng như những video trước thôi. Sợi dây nguồn chạy số 8, rắc loa, remote và cổng cân bình. Đó. Hôm nay thì mình sẵn đây, mình sẽ lắp dây loa cho anh luôn. Đó, mình sẽ lắp dây loa trực tiếp vào cho anh luôn, cho anh về nhà tiện nấu nối. Tiếp theo là dây bình. Ở đây thì cái sợi dây bình màu hồng này anh chúng ta gắn vào đây. Thì nếu anh có dây bình, có bình thì anh sẽ cắm sợi dây màu đỏ này, màu hồng này vào. Cực màu đỏ này là dương của bình, và màu đen và cực âm của bình nha anh. Rồi, mình tạm thời để cái một bên. Tiếp theo là mình sẽ kết nối. Thì để kết nối được thì mình sẽ nối với một loa bass. Ở đây thì mình có sẵn cái loa bass 30. Loa bass 30 côn 51. Đó. Và chép 350 trong thùng. Mình sẽ đấu để sẵn cho anh em. Đây các anh xem, đây thùng loa bass 30 đây, mình đã đấu sẵn đây nha. Đó. Tiếp theo là mình sẽ cho mic vào pin. Thì mình sẽ tặng cho anh là một cặp pin luôn. Bỏ sẵn vào mic anh, tiện lợi cho chúng ta về khỏi phải đi mua pin thì chúng ta sẽ có sẵn là test luôn đó. Và tiếp theo là mình sẽ gắn mic không dây vào. Thì ở đây nó có cái phần mic không dây, mình sẽ gắn trực tiếp cho anh luôn đó, vào mic không dây đó, vào mic không dây và micro thì có sẵn pin rồi. Tiếp theo là sợi dây nguồn, mình sẽ lắp dây nguồn vào test cho anh xem và cho các bạn cùng xem luôn. Ok, mình sẽ bật nguồn lên. Như thế là mạch nó hoạt động ha. Đó, Bluetooth đã thông báo. Bây giờ mình sẽ test mic trước nha. Alo, 1, 2, 3, 4. Bây giờ là mình sẽ tắt reverb đi nè. Đó, mình tăng chế độ echo lên cho mọi người cùng nghe nhé. Mình sẽ tăng bass lên và tăng chép mic lên. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là mic A và tiếp theo là mic B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, đây là mình tắt reverb cho chỉnh delay và echo. Và tiếp theo mình sẽ giảm echo và delay lại, mình tăng reverb lên nhé. Mình chặn reverb lúc hướng 3 giờ nha. Alo, 1, 2, 3. Rất là hay nha, tiếng reverb rất là sâu. Bây giờ mình tăng echo với delay một tí nè, hướng 12 giờ nha. Alo, 1, 2, 3. Ok nha. Tiếp theo là về phần mạch Bluetooth. Mình sẽ test nhạc cho anh luôn nha. Mình sẽ lựa những bài nhạc nào không có bản quyền để mình test nha.
bass rất là mạnh, rất là chắc nha. Bass rất là mạnh, rất là chắc và tiếng mic cũng rất là nhiều, rất là hay nha. Mình sẽ tự mic lần nữa cho anh nghe này. Alo 1 2 3 4 5. Mình sẽ tăng chép mic một tí này. 1 2 3 4 5 1 2. Tiếng xì rất là hay luôn. Bây giờ mình sẽ test một phút karaoke. Mình karaoke thì không hay lắm nha, thì các bạn thông cảm ha. Thì đây mình sẽ karaoke bài Hoàng Hôn Màu Tím nha. Ok, như vậy là mình đã test xong cho anh. Đây là cái sản phẩm mà mình test trực tiếp cho anh xem và cho các bạn cùng xem để chiêm ngưỡng về về cái mạch này hát hay như thế nào. Ok, video này kết thúc. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, like cho kênh, và các bạn nào muốn mua sản phẩm thì mình để đường link bên dưới hoặc là liên hệ trực tiếp vào số điện thoại và Zalo. Mình sẽ tư vấn cho các bạn. Có nhu cầu mua thì alo mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều.